Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lại một đợt nắng nóng mới xuất hiện tại khu vực Đông Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất tại khu vực Hải Phòng vào trưa nay là hơn 37 độ. Theo dự báo, nắng nóng gay gắt sẽ duy trì trong nhiều ngày tới, kéo dài tới khoảng ngày 16 tháng 7. Thời gian có nền nhiệt cao trên 36 độ đến 37 độ là từ 12 giờ đến 16 giờ. Vì thế, mọi người cần hạn chế ra đường vào thời điểm này, dễ dẫn đến sốc nhiệt đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vào thời điểm buổi trưa, hiệu ứng đô thị có thể khiến chúng ta cảm nhận nắng nóng đạt tới 40 độ. Tuy nhiên, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đông Bắc, thì mặc dù ban ngày nắng nóng gay gắt, nhưng do kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên về đêm ở một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, giúp nắng nóng dịu bớt phần nào. Mưa cũng xuất hiện về đêm tại các tỉnh ven biển Trung Bộ và xuất hiện vào chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai, nền nhiệt độ tại Hải Phòng thấp nhất là 28 độ, cao nhất đạt mức 35 độ. Do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện để làm mát sẽ tăng rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, nên mọi người cần lưu ý sử dụng tiết kiệm và tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà. Còn ngay sau đây, như thường lệ, sẽ là những dự báo chi tiết cho khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.